Hello everybody, how are you? Ok, nhìn trên tay anh em có thể biết mình đang cầm trên tay sản phẩm gì rồi đúng không? Đó chính là VS Max nha các bạn. Và đây là VS Max Choice Toothless các bạn. RAM 2GB bộ nha, em hay ghi. Ok, hôm nay mình sẽ test búp Mobi trên con VS Max Choice Toothless này cho các bạn trải nghiệm nha. Đây, VS Max Choice Toothless. Trước khi test game thì mình xin giới thiệu sơ bộ về thông số kỹ thuật của con này các bạn. VS Max Choice Toothless hiện tại giá là 2.590.000, từ bây giờ đến cuối tháng là ngày 31 tháng 11 thì giá 400.000, là con này ta chỉ còn 2.190.000 thôi. Con này sử dụng công nghệ màn hình IPS LCD HD cộng, màn hình giọt nước 6,2 inch, mặt kính cảm ứng là mặt kính cong 2,5D, chạy điều hành Android 9.0, chip Snapdragon 450 8 nhân, tốc độ 1.8 GHz, đồ họa Adreno 506. Con này RAM 2GB, bộ nhớ 32GB các bạn. Bộ nhớ 32GB khá là khiêm tốn. Con này hỗ trợ thẻ nhớ tối đa lên là 128GB thôi, cũng khá là khiêm tốn luôn. Thiết kế nguyên khối bằng khung cũng như mặt lưng tất cả đều bằng nhựa hết nha các bạn. Dày 8,3 mm và nặng 155g. Con này thì nói chung là khá là nhỏ gọn, xinh xắn nhỏ gọn. Pin 4500. Đặc biệt con này giá chỉ có 2.190.000 thôi, nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh WeChat 3.0 nha, quá là ảo tùng chảo. Mở khóa bằng vân tay. Ok, hôm nay mình sẽ test búp Mobi trên VS Max Choice Toothless nhé các bạn ơi. Theo như mình thấy thì những cái dòng sản phẩm giá bình dân của VS Max ra trong cuối năm 2019 này thì theo như mình đánh giá thì khá là tệ các bạn. Hết VS Max B đến VS Max Star, và tiếp theo là con VS Max Choice Toothless RAM 2GB này, theo như mình thấy thì khá là tệ, là một sự thụt lùi rồi các bạn ơi, so với những dòng sản phẩm trước như là Choice One Lite thì rất là ngon nha. Có vẻ như VS Max tính sai đường rồi thì phải. Ok, vô chiến búp Mobi nào các bạn ơi. Wow. Một khi mình tìm được cái dòng sản phẩm nào mới, mình test game các bạn là mình rất là sung sức và rất là vui. Mình gọi là sướng trong người đó. Trời ơi. Các bạn có thể thấy một điều là khi các bạn mua một điện thoại mới về mà các bạn muốn chơi búp Mobi thì các bạn cần phải tải Google Play nha các bạn. Còn các bạn chơi Liên Quân hay là Free Fire thì không cần phải tải Google Play. Chỉ có búp Mobi thôi, bắt mình phải tải Google Play về. Ok, các bạn đợi mình xíu để mình tải nó về và mình sẽ bắt đầu vô mình test lại cho các bạn nha. Ten 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 ten. Búp test game búp Mobi trên VS Max Choice Toothless RAM 2GB Snapdragon 450 các bạn ơi. Thì mình sẽ test ở hai chế độ quen thuộc, là mình sẽ test ở chế độ vô cực và chế độ bảng xếp hạng. Mình sẽ test ở hai chế độ, có coi tình hình thì với Snapdragon 450 RAM 2GB thì VS Max cho Chulet có thể chịu nhiệt được hay không nha các bạn nha 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 nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và đón xem cái sản phẩm test game tiếp theo nhé. Bắt đầu vô. Quảng cáo nhiều quá trời ơi. Dạ con biết rồi, con vô test game cho anh em con coi đi. Trời ơi, đừng quảng cáo nữa, nó nhỏ. Trời ơi, cài đặt thì sao đi nào. Về phần đồ họa thì con này ở mức nào đây? Với đồ họa Adreno 506 thì VS Max Choice Toothless đồ họa chỉ ở mức cân bằng thôi nhé. Ok, không sao hết, giá chỉ có 2.190.000 mà, nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ test ở chế độ vô cực trước nha, và mình lại test ở chế độ đấu trường sinh tử. Mình rất là thích test ở chế độ này. Chiu 4 vs 4. 4 vậy sao 4 hả? VS là vậy sao hả ta? Ồ, sao vô lâu quá vậy? Ai, cuối cùng thì cũng vô rồi. Trời ơi, tôi không thấy tôi đứng ở đâu luôn vậy. Ồ, tôi là người vô hình hay sao? Trời ơi, VS Max Choice Toothless ơi.
Sao bạn làm tôi thiệt đổ mồ hôi với bạn luôn vậy? Ok, kiếm súng nào, kiếm vài ba khẩu súng chơi coi. Lấy cây nào đây? Trời, tụi nó ngoài kia tụi nó bắn nhau ý xẻo, mình trong đây mình đang kiếm súng. Kệ tụi nó đi. Ok, bây giờ ta sẽ ra đây. Anh em đợi ta. Trời ơi, bồ gì đâu mà chết hết trơn trời. Ôi lắc quá vậy. Lắc quá các bạn ơi. Trời. Không thể tin được. What the hell? Tôi chưa nhìn thấy, tôi chưa kịp nhìn thấy bầu trời luôn các bạn ơi. Trời. Đâu lỗ đâu chui xuống dưới dưới thần vậy. Mình chưa nhìn thấy mặt thằng nào hết mà mình đã bị sự rồi. Ta hận cái thằng máy bắn ta. Lăn xào xả ớt. Ý. Ồ trời ơi, mém nó tiêu rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Trời lắc quá các bạn ơi. Trời. Con quỷ giấy xanh này. Ta sẽ trả thù. Mày hả, bữa mày dám bắn ta thấy chưa? Nhân quả đó con. Nghiệp quật mày đó. Trời ơi, nãy giờ tôi chưa có hạ được ai luôn. Trời, tôi cảm thấy hổ thẹn đồng đội tôi quá các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn này thấy mình test bút mobi trên con Vesmart cho Chulet RAM 2GB Snapdragon 45. Trời, mày để tao nói xong mày bắn được không mày, thằng quỷ tà lọn này. Snapdragon 450 nãy giờ các bạn thấy mình chơi đã gà rồi, máy còn khá là lắc nha các bạn. Trời ơi. 2.190.000. Các bạn có thể tham khảo thêm dòng Redmi 8 các bạn, Xiaomi Redmi 8 đi các bạn. Tham khảo thêm dòng đó đi chứ mình thấy con này không ổn rồi các bạn ơi. Thằng quỷ. Thằng quỷ. Ta hận. Đổi súng thôi. Đổi súng rồi có đổi giận không các bạn ơi? Đổi súng nhưng có đổi đổi vợ nha. Đâu hết rồi. Bắn như một thằng điên. Hên quá. Ủa hết chỗ đi rồi. Còn nó mà ra là mình tiêu. Mày ra đây, mày ngon, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Come on baby, let's go. Oh go. Oh low low low. Bộ mình đang thất thế rồi các bạn ơi. Tỷ số là 17-28 rồi. Thất thế rồi. Sẽ đứng ở đây mình canh tụi nó. Ủa đâu ạ? Bà nội cha. Cái thằng quân xịp. Nội nó. Thiệt chứ. Mình đứng chỗ nào cũng bị nó phát hiện hết chị trời. Thiệt ta hơi giận hết sức. Trời, bắn có vẻ như không trúng luôn á. Trời, bắn nó vậy không trúng nó luôn á. Trời, chán quá. Chơi con này thì Snapdragon 450 gây thất vọng quá trời. Có vẻ RAM 2GB Snapdragon 450 không đáp ứng được nhu cầu chơi game các bạn ơi. Trời, nãy giờ mình bắn nó nhưng mình cảm giác như nó không có dính một miếng đạn nào vô tụi nó luôn các bạn. Bắn như một thằng điên luôn á. Hên này mình đang chơi máy nhà người ta chứ không nhà mình, chứ nãy giờ mình đập máy. Trời, nó giết đâu phải mình giết đâu trời, bồ mình nó hạ buồn quá. Trời ơi, tôi giết được một mạng mà tôi vui gì đâu, quá xác gì đất kìa. Mấy thằng điên này. Thiệt chứ. Trời, nó đông dữ hình như bồ mình không còn ai. Trời. Chơi đá gà rồi gặp cái máy này thiệt chán ghê. Vãi chi đầu. Mình sẽ test ở chế độ vô cực xong lát mình sẽ qua mình test chế độ bảng xếp hạng coi nha các bạn. Con này mà chơi ở chế độ vô cực mà lắc về qua bảng xếp hạng chắc nó giật không còn gì luôn. Trách quần luôn. Đâu hết rồi. Ghê vậy. Chiêu độ người của anh ấy thiệt là hoàn hảo. Cứ như là quan hại vậy.
tôi sẽ là người kết thúc trận đấu này. Trời, tôi bắn nó mà có cảm giác hình như ôi, trời ơi, tôi hại có một người thiệt chứ. Chắc bộ nó ghét tôi lắm à. Ok, giờ mình sẽ vô mình test ở chế độ bảng xếp hạng các bạn trải nghiệm nha. Ai, khá là thất vọng với Snapdragon 8 nhân tốc độ 1.8, RAM 2GB. Theo mình đánh giá với 2.190.000 thì con này chỉ được cái pin 4.500 và có chạy sạc nhanh thôi, cộng thêm cái màn hình này cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn. Còn về cấu hình thì theo như mình thấy là khá là thất vọng rồi nha các bạn. Giờ sẽ qua mình test ở chế độ bảng xếp hạng coi tình hình như thế nào, cải thiện hơn được hay không hay là đi luôn. Với những anh em đam mê chơi game thì con này nó có ưu điểm về pin cũng như là thiết kế nhỏ gọn, sẽ không đáp ứng được nhu cầu của anh em, bởi vì mặc dù chạy chip Snapdragon 450 mà RAM chỉ có 2GB thôi, chơi khá là giật lắc. Trời ơi, giật súc cả quần luôn. Ok, trời ơi, trời nó lắc trời ơi. Oh my god. Thôi, mình lắc cái màn hình qua khúc nào nó giật khúc đó thiệt chứ. Mày cái hàng này. Chào mừng các bạn đến với búp Mobi, test búp Mobi trên vé smart tròi chủ lớn. Hiện tại thì máy bay đã đang đầy rồi, không còn chỗ nữa đâu, các bạn đừng có xin vô nữa. Máy bay đang băng qua Đại Tây Dương và sắp rớt xuống Thái Bình Dương. Trời ơi, tôi khổ quá. Trời ơi, sao máy đâu mà lắc quá sát trời đất vậy trời. Cho nó bay đi luôn, khỏi cho nó về luôn. Bay nghiêng thử coi, mình tạo bay nghiêng thử coi. Gì vậy? Nó nào? Giải lớp du gì đây má? Dù lẹ em con đi chị hai. Đờ 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 đờ. Con này bị chó cắn sao la dữ kìa. Mình đang test búp Mobi trên VSmart cho chú lớn các bạn. Lắc quá. Trời ơi lắc quá. Ui rồi nó giật các bạn ơi. Kinh hồn quá sát trên đất. Lại thêm một sự lựa chọn thất bại nữa cho VSmart rồi các bạn ơi. So với đối thủ là Vivo i11 hoặc là Vivo i93 cũng như là Xiaomi Redmi 8 thì đây sẽ là một sự thất bại nha các bạn. Khá là lắc. Trời ơi. Hên là còn tiếp đất được. Ồ mà ăn cây luôn. Hên nó còn tiếp đất được, không mình tưởng dính trên cây rồi. Kiếm đồ chơi đi. Yeah. Khá lắc các bạn. Gì vậy? Bắn tàu lao. Black cho mạng tán đi. Bung qua cửa sổ coi. Thôi.
Ê, cái thằng nãy mình thấy nó đây. Đâu rồi, mày lên đấy mày. Bắn hết đạn luôn. Xúc quần luôn. Này, nãy cái thằng này nãy mình cho nó ăn dặm nè. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, con cá nhai mà hổm láo gì? Con cá nhai đi, mày hay có bự. Chạy với tao hả? Uống một non tanh nịt. Oh, mời anh em cùng uống nha. Và thưởng thức. Thưởng thức búp Mobi trên vết mắt cho chú lết. Snapdragon 450. Lắc quá xá trời đất. Ok, mình vừa test búp Mobi trên vết mắt cho chú lết. RAM 2GB Snapdragon 450, pin 4500. Đồ họa Adreno 506, màn hình 6.2 inch, màn hình giọt nước. Con này thì nãy giờ mình test được khoảng 15 phút, nói chung là pin không nóng các bạn. Con này pin 4500 giá 2 triệu có chịu sạc nhanh. Đó là điểm mình thích nhất. Điểm thứ hai là con này thiết kế khá là nhỏ gọn. Màn hình giọt nước 6.2 inch khá là nhỏ gọn và rất là nhẹ các bạn. Chỉ có một điểm mình khá thất vọng bằng con này là RAM 2GB Snapdragon 450, chơi quá là lắc nha. Ok, cảm ơn các bạn coi video của mình và tạm biệt các bạn. Nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha.